cả các bạn đang nhìn theo các bạn đến sản phẩm. Đó là máy nghiền nghệ. Máy rửa nghệ chứ quên các bạn. Đây là máy rửa nghệ. Thì máy bên trong rồi là một người ra mực đánh trà sạch cái của nghệ. Và khoai tây này và rong này. Sau đó là dùng áp lực ngon này. Đánh bắn thẳng vào đây này. Đấy. Còn đây là đầu xá của nước bẩn này. Đấy. Còn đây là đầu miệng da này. Đấy. Đấy. Còn đây là đầu cắm van chờ nước này. Dùng áp lực nước đánh này. Rất sạch các bạn. Đánh rất là tốt. Các bạn chạy thử cho các bạn xem cho các bạn. Website sẽ quán thanh hóa .com địa chỉ là 9 đầu phố của bạn. Tất cả các loại máy